Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Thu nhập 5.000 đô một tháng từ năm nhất, được và mất như thế nào của tác giả Greenwell 0211. Mình là Quỳnh Anh, sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bài viết không phải kể về thành tích lớn lao hay đào to búa lớn gì cả, chỉ đơn giản là câu chuyện của mình. Gửi đến các bạn đang có dự định bán hàng online trên Facebook, gửi đến những bạn đang cân nhắc dấn thân vào ngành marketing hay truyền thông nói chung, và cả những bạn đang băn khoăn trong quá trình chọn trường đại học và ngành nghề để gửi gắm tương lai của mình. Câu chuyện các bạn đang đọc sau đây kể về hành trình của một thằng nhóc từ việc lo toan đi xin chân biên tập viên các page nhỏ trên Facebook để rồi thành cò buôn hàng online, tự chủ tài chính từ năm nhất đại học. Năm 2015, sau kỳ thi vào 10, mình đã xin làm admin của mấy page hoạt hình Disney. Đơn giản là vì mình thích thôi. Chỉ có một page tầm 5.000 like đồng ý cho mình làm admin. Mình cứ thế đăng bài, chọn ảnh đẹp, ảnh hài, câu cú caption ngắn gọn, xong like cứ từ từ mà lên. Mùa hè 2016, page vượt mốc 2.500 lượt likes, và cuối tháng 8 năm đó, page đã lên 70.000 like. Tương tác các bài cũng tầm 2.000 đến 3.000 like cho mỗi post. Cuối năm 2016, có bên đầu tiên ngỏ ý cộng tác với mình. Mình đăng bài trên page và dẫn link về web của họ. Thu nhập hồi đó chỉ khoảng 500 đến 600 nghìn một tháng, do chia hoa hồng rất ít, vài tháng mới tổng kết lợi nhuận một lần. Mình cũng mạnh dạn xin làm admin của vài page khác và rồi cũng được nhận. Hè năm 2017, lúc này trong tay cầm đến trên 20 page lớn nhỏ, page lớn nhất mình từng quản lý thời điểm đó là 500.000 likes. Lúc này, thu nhập đã lên đến tầm 1 triệu mỗi tháng, số tiền đáng mơ ước so với nhiều đứa học sinh cấp 3. Từ một đứa ăn trưa ở trường chỉ dám mua 2 gói Bim Bim Oishi 5.000 đồng rồi uống nước lọc cầm hơi, thì mình đã tự tin mời đám bạn thân ăn sinh nhật ở nhà hàng và mua quà tặng người thân. Đầu năm 2018 là thời điểm học kỳ 2 lớp 12, mình ngừng đăng bài trên page để tập trung thi đại học. Nhưng chẳng hiểu sao, lại vô tình đi thi một cuộc thi về marketing của trường RMIT cơ sở Hà Nội. Kiến thức thì chẳng có, cứ đi mày mò trên mạng với tìm sách để đọc. Cũng may hồi đó, mình mặt dày lê lội inbox được với một anh creator quảng cáo của điện máy xanh, dù không hề quen biết. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì vẫn rep một đứa lạ hoắc lạ hơ lúc nửa đêm. Mình may mắn được anh chỉ bảo cho mấy mẹo, và kết quả được cái giải ba rơi vào người. Khi điền nguyện vọng đại học, chẳng hiểu sao cấp 3 có tâm lý là chọn trường trước chọn ngành, trừ mấy bạn có định hướng sẵn và bản thân biết mình muốn gì. Cấp 3 thấy trường nào hot, nằm trong top nào, nghe tên trường có xịn không là auto điền nguyện vọng chứ không tính đến chọn ngành. Mình cũng không phải ngoại lệ. Cuối cùng, mình nhảy vào ngoại thương. Một phần vì các phong trào sinh viên ở đây rất mạnh và môi trường rất tốt, giúp cho việc phát triển bản thân. Ngành mình học ở ngoại thương rất chung chung, quản trị kinh doanh, cái gì cũng sẽ học một ít nhưng không hề sâu. Thôi sau này, đành tự thân vận động, tùy cơ ứng biến cũng được, he he. Tháng 9 năm 2018, thời điểm năm nhất. Sau khi nhập học, mọi thứ với mình bị đảo lộn. Mình không đậu được vào tổ chức sinh viên nào trong trường vì bị loại ở vòng cuối. Thời điểm đấy thật sự rất buồn và cảm thấy sai lầm khi vào ngoại thương chỉ vì muốn tham gia các tổ chức sinh viên. Ai học ngoại thương cũng đã từng cắm đầu cắm cổ thi vào câu lạc bộ, có lẽ cũng sẽ đồng cảm với mình. Hồi đấy đi học ít nói chuyện với các bạn cùng lớp, cũng không phải thành viên trong tổ chức nào. Cảm giác lúc đó thấy mình lạc lõng ở trường mới. Nói chung là thời gian này, mình hơi không thích trường mình một chút, cơ mà giờ thì đỡ rồi. Cũng thời điểm đó, thu nhập từ bán hàng tăng lên thần kỳ. Cả mình và chị sếp đều kiểu, chị ơi bị hack hay là web hỏng mà nhiều đơn vậy chị? Hơn 200 đơn đặt hàng trong giờ đầu tiên mở bán. 1.400 đơn đặt hàng sau 7 ngày. Số lượng tương tác bài viết lên đến 10.000 react cùng với hàng ngàn comment và chia sẻ. Và thế là, thu nhập của mình tăng lên, mình trở nên giàu hơn. Thu nhập trung bình các tháng sau đó đã giúp mình có thể chi tiêu thoải mái hơn. Thu nhập lên quá nhanh cũng khiến mình phải kiểm soát thu nhập chặt chẽ và có kế hoạch. Khác với trước kia, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mình đã tự bắt bản thân phải học tính kỷ luật, tiết kiệm và chia nhỏ số tiền mình có để đầu tư cho những thứ khác. Từ thời cấp 3 nhố nhăng đến tận bây giờ, khi mà con đường tốt nghiệp đại học vẫn còn một nửa phía trước, mình đã bán từ ốp điện thoại, móc khóa, gấu bông cho đến sách truyện, quần áo, đồ chơi, cây cảnh, đồ phong thủy, vân vân, đủ hết. Khẩu hiệu luôn đề cao của bản thân khi chém gió với lũ bạn là tao bán tất cả, trừ bán lương tâm. Thành công như vậy thì có thất bại không? Có chứ, không những nhiều mà còn đau nữa. Page có lúc bị war các bên, bị hack, mất page, bị đòi tiền chuộc,
có chiến dịch chạy không hiệu quả, doanh số không đủ cho chi tiêu, stress, đủ hết, vân vân, nhưng mình vẫn phải giải quyết vấn đề. Số lần bị mất page không dưới 10 đầu ngón tay, bị đòi tiền chuộc một cách quá trắng trợn, tự xuống tiền mua lại page của chính mình, số tiền chuộc tầm 8 chữ số, đã tôi luyện bản thân tâm lý khá là bình thản trước mọi sự việc. Vài điều mình đã rút ra được cho bản thân cũng như muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên, biến sở thích, đam mê của mình thành thu nhập không hề là mơ hão viển vông nếu bạn nghiêm túc đầu tư thời gian cho nó. Từ lúc mình bắt đầu chăm page, nửa cuối 2015, cho đến khi có đơn hàng đầu tiên là khoảng 12 tháng vào nửa cuối 2016, và đến khi thời kỳ phát triển thần tốc là 36 tháng, tức là tháng 8 năm 2018. Thứ hai, hãy chọn ngành, đừng chọn trường. Câu này các tiền bối đã nói rất nhiều lần, nhưng vì mình không nghe nên đã bỏ lỡ cơ hội thật sự. Mình đã có cơ hội học chuyên ngành là marketing, nhưng mình đã bỏ lỡ nó. Và bây giờ mình đang học quản trị kinh doanh, trùng trùng hơn rất rất nhiều. Thứ ba, một câu chuyện nữa là, marketing khi học và thực tế khi làm có khác nhau không? Chúng ta luôn học những kiến thức vĩ mô, cho ra chiến dịch truyền thông dạng hàng khủng, giải đề với hàng chục con số 0 của các tập đoàn lớn. Nhưng rồi nhận ra, ngày đầu nhảy vào ngành này chẳng như những gì mình đã học. Nói chính xác hơn, môn marketing của chúng mình được học chỉ có thể áp dụng với các doanh nghiệp vừa và lớn. Kiến thức có thể dễ dàng áp dụng nếu các bạn là marketer của các chương trình MT, quản trị viên tập sự hay các tập đoàn có quy mô. Còn ở cấp độ nhỏ và mới bắt đầu thì gần như là một câu chuyện khác. Marketing có fancy, hào nhoáng với công việc thỏa sức sáng tạo, với mức lương trong mơ hay không còn tùy thuộc vào nơi bạn làm và bạn phát triển công việc của mình ra sao. Thứ tư, không có công việc ổn định mãi mãi, chỉ có năng lực là ở lại với bạn mà thôi. Luôn nhắc nhở bản thân nên phải cố gắng không ngừng, đề phòng có ngày mất page, mình đã mất mấy lần rồi. Hay về sau không bán được cái này nữa, đang dịch xưởng sản xuất đóng cửa, kế toán nghỉ việc nên không có lương, thì sẽ phải có nghề khác để làm. Vẫn cần kỹ năng nên mình vẫn cần phải học. Học thêm tin học văn phòng, thiết kế chỉnh sửa ở mức đơn giản, không bao giờ là thua. Thứ năm, ngoại ngữ. Dù sao thì cũng cảm ơn chương trình học của khoa đã bắt em phải nộp bằng IELTS trước năm 2 để được vào lớp đầu. Học ngoại ngữ không bao giờ thừa, đặc biệt học càng sớm, có bằng càng sớm thì mình sẽ có thời gian để đầu tư cho các công việc khác, hoàn thiện bản thân mình hơn. Thứ sáu, dành cho các admin có dự định lập page trong tương lai. Page muốn sống lâu thì nên đăng bài đúng, nội dung sạch, tránh để dính bản quyền bị Facebook report, không thì bay cả page lẫn nick của bản thân. Tránh đăng tin vịt hay gây war. Có gây war, hãy đảm bảo là mình 1 tỷ% win thì hãy phát động war nhé các bạn. À, còn chạy quảng cáo thì giống như doping vậy. Một bài post có thể lên đến hàng ngàn like, nhưng các post còn lại thì leo teo chỉ có 3 like. Tốt nhất, bạn nên hạn chế quảng cáo và tích cực để cho page được tự nhiên. Thuật toán Facebook thay đổi liên tục nên chúng mình không thể phụ thuộc vào quảng cáo mãi được. Lâu lâu sẽ tương tác lên rất cao rồi tụt một cách thảm hại. Nhiều người like page cũng không hề thấy page hiện bài trên bảng tin. Ta có thể giải quyết bằng cách tập cho người like thói quen để page ở chế độ xem trước và thường xuyên vào tận wall của page để cập nhật thông tin, tin tức. Thứ bảy, làm gì thì làm nhưng không thể thiếu may mắn. Đến bây giờ, mình vẫn tự nhủ phải chăng rất may mắn thì mới có thể phát triển từ điều mình thích đến công việc như bây giờ, được tạo điều kiện, được giúp đỡ, được các tiền bối chỉ bảo. Đám bạn luôn thường trực 24/7 nghe mình tâm sự mỗi khi mình gặp khủng hoảng. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp mình có được vị trí như ngày hôm nay. Thành công sớm không chỉ là món quà, mà đó còn là thử thách để thử sức bền, sự dẻo dai của bản thân khi có thể duy trì được phong độ đó trong bao lâu, thoái trào hay tiếp tục vươn lên, chinh phục những đỉnh cao khác. Điều đó dựa vào nỗ lực của chính bản thân mỗi người. Một sinh viên tròn 20 nồi bánh chưng may mắn có cơ hội ngồi đây chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc hay là đã lắng nghe. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những bài viết có nội dung tương tự như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm hiểu thêm nhé. Mình là Quỳnh Anh, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.